Nhà thờ Cái Tắc, địa chỉ số 695 quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Họ đạo Cái Tắc thành lập vào năm 1970. Bổn mạng Thánh Phaolô kính vào ngày 29 tháng 6. Nhà thờ Cái Tắc tọa lạc tại ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bao gồm phần đất thuộc về địa giới của ba huyện, đã dài trên 10 km từ bắc xuống nam, dọc theo quốc lộ 1, bắt đầu từ cầu Rạch Chiếc, bệnh viện đa khoa số 10, là ranh giới giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, kéo dài về hướng Phụng Hiệp cho đến điểm cuối là cầu Đỏ, là ranh của xã Long Thạnh và xã Tân Long. Phía đông giáp với họ đạo Cái Chanh và giao điểm cầu Dừa ngã 6. Phía tây giáp với họ đạo Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân và xã Nhân Nghĩa A. Phía nam giáp với họ đạo Lương Hiệp, phía bắc giáp với họ đạo Cái Răng. Ngày 5 tháng 10 năm 1969, thuê đất để hạt giống Đức Tin được gieo trồng trên vùng đất Cái Tắc. Năm 1970, nhà nguyện đầu tiên được hình thành, nay là nhà xứ. Năm 1990, khi khánh thành ngôi nhà thờ mới hiện nay đang sử dụng, giáo điểm truyền giáo Cái Tắc thực sự trở thành một họ đạo thuộc hạt Đại Hải. Năm 1994, họ đạo có cha sở thường trú tiên khởi là cha Phaolô Nguyễn Hải Bằng. Họ đạo tách khỏi hạt Đại Hải và trực thuộc hạt Cần Thơ. Ngày 5 tháng 5 năm 2012, cha Phaolô Nguyễn Hải Bằng về nghỉ hưu tại gia đình ở Thủ Đức. Năm 2009, cha sở thứ hai là cha An Tôn Trần Minh Thái. Ngày 6 tháng 4 năm 2014, cha Phêrô Vũ Văn Hài được bổ nhiệm làm cha sở thứ ba của họ đạo Cái Tắc. Họ đạo Cái Tắc là một họ đạo truyền giáo nơi địa bàn quá rộng, gần 100 km vuông, với ba dân tộc anh em sinh sống là Kinh, Hoa và Khmer. Trong đó tỷ lệ dân số Công giáo là một thiểu số rất nhỏ bé, chỉ có 0,7%. Điều này đòi hỏi mỗi người Kitô hữu thuộc họ đạo Cái Tắc phải nỗ lực hơn trong việc giới thiệu Chúa cho anh chị em chung quanh. Họ đạo Cái Tắc có lẽ là một họ đạo duy nhất đang phải ở trong tình trạng thuê đất để xây dựng cơ sở tôn giáo. Thật vậy, nhà thờ và nhà xứ hiện nay được xây dựng trên phần đất thuê mướn từ năm 1969 với thời hạn 35 năm. Như vậy, việc thuê đất đã quá hạn hơn 10 năm rồi. Hiện nay, họ đạo đang tiến hành thương lượng và làm những thủ tục pháp lý cần thiết để có thể hợp thức hóa tình trạng đất đai của họ đạo. Ước mơ tương lai sẽ được mở giáo điểm truyền giáo tại Long Trường, Long Sơn, khu 4, cách nhà thờ trên 10 km và hướng đến sinh viên tại trường Đại học Võ Trường Toản và anh chị em công nhân tại các khu công nghiệp trong địa bàn. Thank you.